thường mình sống mình đi làm á thì mình tu cũng là song song, còn mấy thầy á là tu full time, còn mình tu part time. Tu part time với đi làm cũng là tu, đi làm cũng là tu á. Mình biết nhường nhịn, mình biết politics trong hãng thì cũng là tu. Còn mấy thầy giống như để làm chứng rồi, ở trong chùa full time, rồi lúc nào nói sai cũng không ai được chỉnh, Phật tử không được chỉnh trừ khi trong tăng đoàn đúng không? Rồi nhiều lúc mấy thầy làm sai mấy thầy cũng chẳng biết, cũng như mình thôi, trừ khi vị thầy của họ nói họ. Còn mình tu ở đời 8 tiếng mình đi làm, rồi mình ví dụ mình làm nghề neo đi, cũng bị những khách hàng khó tánh dằn vặt mình thì họ cũng thử thách cái nhẫn nại của mình. Thì trong chùa mấy thầy cũng là học nhẫn nại, nhưng mà cái thử thách mà ai mà chọc mấy ông nhẫn nại giận đâu, đâu có ai dám chọc. Thì cho nên mình có phước hơn mấy ngày là vậy. Cho nên bây giờ á, tại sao ý sư phụ muốn nói ý đến đó là mình đừng có nghĩ là mình người đời, mình đã tu tức là mình đã tu. Mà đa số đệ tử của Phật thời xưa thành Phật là người đời thành Phật nhiều. Giống như ngài Cấp Cô Đạo, rồi nhiều vị lắm. Ở mỗi buổi sáng đi làm thì con cứ canh đúng giờ, cứ 5 giờ rưỡi cứ thức. Ví dụ mình làm 7 giờ đúng không, 5 giờ rưỡi thức, vừa thức dậy chà răng mặc đồ vô phòng Phật ngồi thiền 15-20 phút rồi mình đi làm. Thì một buổi sáng đó mình sẽ có một ngày tốt, một ngày mình biết được khi mà lúc 15 phút đầu là nó quán. Quán là mình biết một chút mình sẽ làm chuyện gì, chứ mình đừng có lập chụp, mình chạy theo đồng hồ, mình chạy theo mở cửa tiệm, mình chạy theo này nọ, thì cứ nó cứ sai ở đi, sai hoài. Cứ mỗi một ngày là phụ nói là mỗi ngày phụ làm gì đó, mỗi ngày phụ quyết định chuyện trong hãng lớn bằng trời hay nhỏ bằng hột tiêu, thì phụ đã quyết định tự nhà rồi, vô trống là phụ chỉ có làm mà xong rồi đi về thôi. Thì mình dùng 15 phút đầu mình quán, thì thay vì con không có chuyện con quán, thì con quán này sư phụ có chuyện thì sư phụ quán 15 phút đầu chuyện của công xưởng. Sư phụ nói ơn chút vô quyết định nói với cái thằng vendor đó chuyện này, người ta muốn vậy, nói với nhân viên kia vậy vậy đấy. 15 phút đầu thì kiến chút vô rồi sư phụ giải quyết xong, tức là nó đã nằm sẵn cái lập trình rồi, một đường mà đi. Chờ khi nào nó giải thích cái gì khác hơn thì mình mới theo nó. Đó là ý là sư phụ dạy vậy đó. Này là... đó là mình dành 15 phút đầu. Thì mỗi một ngày mình làm như vậy đó, mình cũng là một cái lối tu. Mỗi ngày mình chào cha chào mẹ con đi làm, rồi chiều mình về, thì mình nếu mình siêng á thì trước khi mình thay đồ mình vô mình lại cha lại mẹ, chào cha chào mẹ con mới đi làm về. Thì đó là lối tu. Ý sư phụ muốn nói chỗ này trong cái clip đó, đó là mấy thầy không có phước bằng mình. Thật sự mấy ngày không có phước. Nếu mà mấy ngày biết chọn được mặc áo vàng ngồi chổng á, mà từ sáng tới chiều tới tối á, mà chỉ lo tu không á, cái xã hội này nó thanh bình biết mấy. Mấy ngày không có chọn cái đó, mấy ngày con ở trong chùa con thấy vậy đó, cũng như mình thôi, còn hơn người đời nữa. Dành iPhone mới được cứ vô YouTube rồi iPad không à, mấy ông không có chịu tu. Thì ý bữa vậy. Rồi đó là mình học, mình đi làm buổi sáng là sư phụ làm vậy. Còn đứa nào làm buổi tối thì ca 3 giờ rưỡi đúng không? Ca 3 giờ rưỡi. Nếu ở vùng này nè thì buổi sáng lên trên núi ngồi thiền đốt nhang. Tại vì con có làm tới 12 giờ khuya nữa, sáng con cũng 9-10 giờ con thức rồi.
thì cứ vòng vòng chơi trên núi, đem bịch đồ ăn lên sẵn lên rồi trong xe sẵn không, rồi tới khoảng trưa 12 11 giờ vậy đó, cái xuống xe đi vô hãng làm luôn. Ý là thường nó là không có bận chuyện nhà, không có chồng con kìa, đó cũng là tu. Nghĩa là khi mình tu làm ca sáng ca tối mình dành thời gian đều được hết, ca sáng ca tối còn đã nữa, là tự vì buổi sáng lên núi ngồi thiền với mấy chư thiên, còn mình làm ca sáng á là vì buổi chiều rồi mình lên núi nó hơi gió lạnh đúng không, thì mình bất tiện hơn là cái người làm ca tối. Tại buổi sáng mà ngồi thiền trên Thiên Long Sơn 9 giờ cho tới 12 giờ trưa đã nắng nữa, số 1. Ý thường nói mấy dân dùng này, tại cái núi á, người ngoài thường nói nó như cái đã là một cái tòa sen rồi, nó nằm trên đó sẵn rồi, hết khói rồi phải không? Ngồi với gió đó, cây nó ngứa cổ, cái hộ đằng nắng rồi. Đó là vậy. Ngày xưa đó, lúc mà mới mua núi đầu tiên á, 2014, có một mình cái hộ à, với bắt ảnh xuống đây làm. Nhưng mà cái hộ tu kiểu nào, 5 giờ rưỡi, 6 giờ, mùa hè ấy còn đã không, mùa hè tới 9 giờ mặt trời trên núi nó mới xuống. Nhưng mà mấy cái mùa đông kiểu này á, chiều 4-5 giờ lại xuống. Nhưng mà mình hẹn với mấy chị vậy là 5 giờ rưỡi con tới mà thiền. Thì hộ ngồi có một mình à, mình ở ngay chỗ đường của hẳn chỉ đứa nào á, thì nhờ cỡ đó còn cục đá à, ngồi đó để mà nhận energy. Cái thiền là khi mình ngồi xuống là mình nhận energy thôi. Khi cái energy nó đầy trong người mình thì mình có năng lượng, nó đầy một cái dòng hào quang, nó qua dòng hào quang thứ nhì. Thì ngồi thiền càng là nhiều giỏi á, thì dĩ nhiên nó phải sáng, nó không có tối tăm như những người thường hay là Phật tử hay mấy ông thầy. Rồi từ từ nó ra một dòng, hai dòng là do mình ngồi thiền hết. Thì mình có nhiều cái hào quang, thì con người mình thông minh hơn, mình quyết đoán hơn, bi trí dũng hơn, không ai gạt mình, không ai dụ mình. Rồi những lúc mà mình buồn á, đa số mấy người không biết tu á, buồn á thì kiếm bồ rồi chết, hay là kiếm chuyện, vô lúc buồn kiếm chuyện gây lộn với người ta cũng chừng nữa, có nữa đó, để miễn có cái transaction thôi. Còn người tu mình không có cái đó, mình cái thời giờ mà ngồi tu không có thì làm gì mình đi kiếm chuyện cái lộn người ta. Ý thường nói nó khác nhau lớn hơn vậy đó. Còn những người không biết tu như ở nhà thì một người phụ nữ công ngôn dung hạnh thì nhà bé cứ hết chuyện là rửa chén rồi cái chén kiếm cũng mòn nữa, thì người đó cũng gọi là tu, nhưng mà tu tinh tấn, tu nhà bé giỏi, nhà bé cũng là tu nữa con. Đâu phải là đàn bà nào cũng giỏi chuyện nhà bếp đâu. Còn mấy thằng đàn ông, nó người bình thường không biết tu nhưng mà nó siêng giỏi chuyện nhà đó, tối ngày nó kiếm chuyện này nó đóng, chuyện kia nó sửa xe này nọ, cũng là một lối tu. Trong trong bát chánh đạo có dạy đó, là tinh tấn. Còn mình đó là chánh tinh tấn, còn mình là chánh tư duy. Mình ngồi thiền là over hết mấy cái thằng đó, mình đạt everything, chánh tư duy, chánh niệm, chánh tức là ngồi không có khẩu, tức là liễu khẩu, giữ nghiệp, giữ ý, giữ thân, giữ lát hết. Đó là làm ca sáng ca tối là gì, ý sư phụ nói kiểu đó. Ví dụ cho con so sánh là mặc áo vàng á, nhiều khi nó không có phước còn áo đợi, có phước hơn mình, nhìn là có phước hơn mình nhưng mà họ biết dùng cái phước đó. Nhưng mà người thời nay bao nhiêu 10 người chỉ được có 1-2 người thôi. Cậu giờ mấy con mà mặc áo vàng bảo đảm á, là có thể dùng nhiều thời gian hơn, tu tinh tấn hơn đó. Nhưng mà thành Phật hay không, hay là tạo nghiệp hay không á, là người đời á, dễ tạo nghiệp nhưng mà dễ đắc chứng hơn, lẽ hơn. Tại vì thầy thì mỗi ngày ăn cơm là đã là nợ đằng na thí chủ rồi, không cần biết có ai cúng dường hay không,
tất cả của chùa là của công cộng đúng không, của mọi người chứ mấy ông thầy đâu làm gì mà con mỗi ngày cũng đều phải ăn cơm là con đã mắc nợ chúng sanh rồi đó. Mắc nợ là phải làm cho đúng, mắc nợ mà không trả nợ chồng nợ. Thì mua nào thì cây long hoa nào cảm ơn, nó nói hiểu nghe cái gì tao nói gì mua nào thì cây long hoa nữa, long hoa cây ua đàm á, long hoa trên núi mình đó hả? Tại vì con không nhìn thấy được phải lên thôi á, mà con không biết lên. Long hoa là cây trên núi mình á, nó hình như hiện giờ mùa này phải không? Lên con lên coi đi. Nó như cái bông sen vậy, đẹp lắm mà nó dày nè, mà trắng tươi à. Cây cái long hoa trên núi này như mùa này á, mùa đó với tôi cũng không để ý nữa. Nhưng mà có mùa nó ra rất là nhiều, năm ngoái thì những khô nước quá không có ra, chắc năm nay nó ra nhiều. Cái bông đẹp lắm như bông sen vậy á, mà nó dày trắng tươi à. Mặt non nha, mặt non là tên Mỹ, tên Việt đâu có, mấy gì đặt cái đó mà, mấy gì đặt cái cây đó là long hoa mà. Phật Di Lặc ngồi giảng pháp gọi Bồ Đề là long hoa. Thì đó cây long hoa này đó, thì là gốc cội đó, thì mốt xưa đức thầy xuất hiện. Còn cái bài kính thiên là mình kính thiên số 1 á, là sư phụ hỏi mẹ mấy lần những cái lời mẹ viết cho con trên đó nó có nhị không, nửa đời nửa đạo thì giống nhau rồi đúng không, rồi đây nắm giữ gian sang lo cho quốc thái dân an lâu dài, thì sư phụ hỏi mẹ cái đó, mẹ nói thì cơ vận từ từ con sẽ thấy, cơ vận không có sai đó, thì cái câu đó là quan trọng nhất, rồi đây nắm giữ gian sang lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai. Bây giờ nếu cái đạo Thiên Tâm mà cha với mẹ với đức thầy mà nói, nó sẽ nổi tiếng thế giới, nó sẽ gồm thâu hết tất cả các đạo. Về mặt vô vi thì là mấy con biết sư phụ rồi, nhưng mà về mặt đời sư phụ không có quyền lực gì hết, thì làm sao lo cho cơ đạo ngày mai được. Còn hiện bây giờ chuyện của mình ngồi hôm nay nè, thì chỉ có một rút nhỏ mình thôi, không có tới 0.1% của 8 tỷ người nữa, thì làm sao lo cho cơ đạo ngày mai để thống nhất được. Sư phụ phải làm một cái chức gì lớn, rồi từ đó những nguyên thủ quốc gia mới nhìn ra sư phụ, rồi từ đó sư phụ mới đi giảng đạo cho mấy nguyên thủ quốc gia. Ví dụ hôm nay sư phụ nói chuyện được với Bà Đành đi, thầy Bà Đành mày sắp xuống chức rồi đó, bây giờ mày kêu hết mày nè, mày nước Mỹ này đeo dấu này đi xuống xuân tái lâm rồi đó này nọ. Ổng mà tin cái con nghĩ cái nước Mỹ này 3 ngày thôi là mấy trăm triệu người vô đạo liền, nó đâu có khó đâu. Nhưng mà mình ở cái dạng này hiện giờ là mình là thù là con kiến so với họ đúng không? Nhưng mà ngược lại có thể họ là con kiến so với bộ công trình. Nhưng mà mình ở mấy gì nói mặt đời với mặt đạo phải đi song song, nó mới cân bằng. Còn bây giờ mình vẫn còn ở trong cái trạng thái là trứng rồng chưa có nở, bốn bài vẫn còn úp. Khi nào mà con thấy chính quyền ở bển nó y như vậy á, nó vẫn còn lên trên VTV hay là đài FDNC nó nổ á, là mình cũng phải ngồi đây mình check á. Đức thầy chưa xuất hiện Việt Nam, sư phụ cũng phải ngồi đây thôi, đức thầy đã có rồi, chưa xuất hiện thôi. Nhưng mà mọi chuyện á là nó sẽ xảy ra y như những lời sư phụ nói. Chỉ có một cái là người có chức quyền á, họ không bao giờ họ tin hết. Bây giờ con có tưởng tượng thử một ông bộ trưởng, ổng cứ đang tính cho kế hoạch năm 2022 tôi vừa mới nhậm chức giống như Nguyễn Hồng Hà đi, thêm 4 năm nữa năm 2026 tôi phải làm gì. Tự nhiên nghe thằng khùng ổng có chức danh địa bên Mỹ kịp tới San Jose, nó nói năm 2023 rồi Phật xuất hiện rồi thay đổi chế độ rồi. Con nghĩ nó có chấp nhận tin mà nghe vậy không? Nó nói thằng khùng đúng không? Nó nói sư phụ mơ chức quyền quá, sư phụ bị điên rồi đó. Nhưng mà ngược lại bằng nó
nó có thể dùng tiền của quốc gia cả tỷ để nó làm này làm kia. Tại vì cái lối suy nghĩ của họ vậy. Họ biết là 4 năm nữa họ đang nắm cái quyền là chắc ăn là không có ai đụng tới ổng, đúng không? Nhưng mà never know. Họ không có nhìn lại những cái gì mà Chúa Hồ đã prove cho họ. Mà giàu cho họ có biết là 3 năm nay thủ nó trúng hết đi. Sợ quá, mày hên, mày nói mấy cái đó trúng. Nhưng mà chuyện của tao làm 4 năm là tao bắt buộc tao làm 4 năm thôi. Chứ làm gì có năm 2023 rồi quân đội với công an lật đổ tao không? Tao vẫn như bằng thạch Trung Cộng ở bển Tập Chính Bình không lẽ cả mấy chục triệu quân của Trung Cộng, máy bay vũ khí tàu ngầm của Trung Cộng mà đem dục xỏ rách hết à? Thì khi mà họ nghĩ vậy là họ phiêu câm sao bò lắm. Hôm qua mấy tháng năm ngoái Putin cũng phiêu rất là câm sao bò. Putin người giàu dữ lắm đúng không? Trong tay biết nhiêu tỷ dầu quả, đi đâu cả thế giới ai cũng kính nể. Mà hôm nay như thế nào? Người gớm không? Chỉ có một năm thôi thay đổi. Bây giờ chết không, cũng muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong á. Tại vì cơ trời mà. Cơ trời muốn tiêu diệt những cái ác là phải đi từng lớp từng lớp. Giờ con chỉ cần lấy một cái nút ruồi thôi, hay là một cái bình ung thư thì nó hơi quá đáng đi. Phải treatment, phải chemo lâu ngày. Cái nút ruồi thôi, mà con muốn lấy cái rễ của nút ruồi ra, con cũng phải ngâm ít xích chừng cả mấy tuần con mới rút được cái rễ đó. Thì bây giờ so với vũ trụ, một cái quốc gia hùng mạnh nhất thế giới luôn nghe, mà mới có 1 năm thôi, bây giờ cái rễ nó chốc vậy. Nhưng mà nhân loại không bao giờ nhìn những cái chuyện sự thật đó. Tại không nhìn sự thật đó thì họ lại mất đi cái phần học vấn của họ. Họ những cái gì học vấn của họ, những sách vở của họ. Ồ vậy tôi hồi xưa thì tôi học làm gì? Vậy thì thôi tôi đi ngồi thiền, tôi đi theo ông chuyện đi. Làm có tiền rồi cái nó lấy độ chút sanh rồi được nhiều người thương đó. Họ cứ họ mơ ước ngược lại vậy á. Nhưng mà khi một đời người, con nên nhớ, mình lên pháp lịch cũng vậy. Bất cứ cá nhân mọi chúng ta, khi mình đánh một cái mục tiêu rồi, mình không có đổi mục tiêu được nha con. Cũng giống như bây giờ một ca sĩ khi nó ra public, nó chuyên ca giọng cổ, bây giờ tự nhiên đổi là tân nhạc đi, không ai nghe tân nhạc. Một người nó có một cái sứ mệnh riêng, chuyên viên gì cái đó. Bây giờ giống như mấy youtuber trên mạng chốt giỏi, bây giờ kêu nó nói chuyện nghiệp với luật nhân quả rồi Phật Di Lặc ra đời á, bảo đảm rằng nó là người chánh nghĩa đó, bạn cái vụ luôn á, phải đóng á, chắc nó cười khặt khặt á. Đây cũng không biết gì nó cũng không biết những nhân từ đó. Vô Trần Nhật Phong biết, nó cũng không biết những nhân từ giỏi gì của nó thôi. Nhưng mà con nên nhớ đọc tin tức, cái bộ có thể đọc như nó đâu có khó gì đâu, chẳng qua cái miệng thì không có lãnh bằng tụi nó. Nhìn đây hồ, how of government prepare contingency plan in case of the death before. Cái nó đọc lại là Hạ Viện chuẩn bị tiếp tục cho một kế hoạch, một ngân sách để mà khi ngân sách bị khủng hoảng. Chứ họ có thể đọc được tiếng Mỹ, dịch cho tiếng Việt thì nó không mấy trang, mà ngày nào con làm biết con cũng quen thôi à. Ngân giờ cũng làm được nè, họ có biết nhiêu bạn làm được. Nhưng mà người ta đã ra chữ rồi thì nó đọc lại thôi, đâu có gì đâu khó, con hiểu không? Ý lên buồn nói như vậy. Chỉ khác có một cái, những cái clip của họ đó chỉ nghe được có một ngày thôi, nghe lần thứ hai là không ai nghe. Mà clip của họ 3 năm trước á, mà giờ đó có trên đó cũng có ai cũng lấy lợi cũng bỏ lên rồi cũng có được nghìn người con, tại vì lúc xưa có cũ nó khác nhau chỗ rồi. Nhưng mà nếu mình so lại với mặt đời á thì thụ vẫn là con tép so với họ. Các con họ là cá mập không có con biết không, tổ chức tết nè, bây giờ kiểu tổ chức tết sao qua độ dưới lắm, họ nghĩ là họ giỏi lắm. Bây giờ có cái ông mà Andrew Đỗ là bạn sư phụ, là tổ chức ở One Mile Square Park cái hội chợ tết kỳ này ở dưới, kêu sư phụ xuống thôi tôi tép mà cá con mà anh cá bự, ông là thị trưởng phao thành ba liền.
Cậu quen cái máy chức vụ nhiều lắm, nhưng mà mình cứ nghĩ mình cá con chắc ăn thôi, phải không? Làm cá bự mệt lắm, cá con với mấy cá nhí nhưng mà mình về trời là được rồi. Cá chép quá rồng, cá chép quá rồng hả? Rồng là đâu cần quá, rồng là tượng trưng. Lúc trước thầy có hay kể mà mỗi lần hội Việt Nam á đang hỏi đây chừng 30 người. Ok rồi, cái đem cái chuông ra, cái sư phụ là người đánh, chuẩn bị hết chưa, xin bao bang bang bang, 30 người nhảy giật giật lên vậy. Cái có đứa dưới lông cung á thì bắt đầu lội mấy tiên nữ lông cung á, tại vì lúc đó là xác thôi, còn cái người nhập vô là tùy lông người. Cái con thằng kia trước khi mà sư phụ gõ chuông á là nó bình thường lắm, ảnh cái tướng ảnh cũng y như đệ tử này, ngầu trẻ tuổi chừng 20 mấy, vừa vô cái bắt đầu nó nằm xuống sàn liền, bắt đầu cái tay của nó chấp như vậy nè sư phụ nhớ lắc lắc. Rồi bạch xà xin chào ngài thái tử, mở giọng nó trầm trầm, thanh xà bạch xà có thiệt nha con, đừng có tưởng là tiền thiết. Cái nó bò không mà y như con rắn, hai cái chân nó thẳng, cái tay nó dài vậy nè, bò nó chắc chuồng nhá. À, nhiều vị lắm, vị này vị kia, nhưng mà thế gian mình có mấy vị thì mình biết, còn đa số là giống như ở trên trời tên tuổi khác, nhưng mà họ do họ xưng tên hết, tướng này tướng kia rồi này kia, cung nữ này cung nữ nọ. Cung nữ thì ra múa đứa nào là cung nữ á là tự động là cung nữ nha, ra múa. Còn đứa nào ở trên trời mà ở trên trời có dàn ca sĩ là gọi giống như càng hát bà là ca, ca mà ca không phải tiếng người Việt mình nghe, ca tiếng thiên không à, mà nghe tiếng thiên giống như chim vậy đó, hay lắm. Mà ai cũng ngồi viết chữ được hết, chữ phải chữ mình, chữ cũng phải chữ tàu nữa, nó ngộ lắm. Mà bình thường xuất ra rồi nãy làm gì nhớ không, mà nhớ gì hả? À, nó có, tôi có video luôn á, mà tự mình ở cái label cho bộ lập cái đạo mà đụng như mấy cái này á, ta nói mình mê tín đúng không, cho nên mẹ cấm mấy cái vụ đó trên núi Việt Nam á là thoải mái. Là tự vì sao ở trên nói á, Việt Nam á cộng sản á, mà mình làm vậy rồi xuất ra nó không có ế vi định, mà đã có họ là những bạn với thụ ở trên trời, khi thụ đầu thai xuống làm người họ cũng bài lăng giảng, họ cũng tới thăm vậy thôi. Thì bây giờ mình thấy còn sót sót lại, lâu lâu thụ đi Nam Cali hay là ở đây hay là Houston á, có những cái người có biển có đồng á là họ cũng tới để mừng vậy đó, để mà show lên vậy đó. Bữa con thấy mà và bên đó trên bên Houston đó, mà gặp nó mừng lắm, mà khi cái tay buộc đụng nhân cái người đó họ mừng quýnh luôn. Đó là để cho mình biết là có cõi trời, cõi người, tâm linh là có thiệt, cái xác phàm chỉ là tạm bợ. Còn có những người quá siêu, quá học, quá giỏi như bên ông giáo hay mấy Phật tử đó, họ chỉ muốn thành Phật thôi, nhưng mà họ không bao giờ họ tin mấy cái này thì sao họ thành Phật được. Đa số họ vô chùa họ bị mấy ông thầy ngậm ngãi, rồi bỏ bùa, bỏ vô đồ ăn thức uống nữa, rồi cái mê mấy ổng, rồi cứ tối ngày một cái nguồn máy tụ tập để mình đi suy nghĩ kiếm tiền rồi gây lộn không à. Cho nên về cái phần hào quang ấy, về cái phần thăng tiến, về trí tuệ zero, không có. Cả đời 40-50 năm ăn chay trường nghĩa là tu giỏi, không phải ăn chay trường là tu giỏi. Cái hào quang sáng hay là mờ mới gọi là giỏi hay dở. Nhưng mà mấy thầy thì không có hào quang thì ổng không có khe hào quang, mà ổng có thể nghĩ là mấy ổng tu 5 năm mấy ổng tổ chức khóa này khóa nọ, nhưng mà hào quang đen như mỏm cho mực, giống như bữa tổ chức chùa mình đó, mấy trăm người phải không, không có ông nào á, ông đó là đen luôn á, đen kịnh luôn á. Mình tính theo hào quang nó mới sanh ra trí tuệ, nó làm cho người mình phấn chấn vui. Còn mấy ổng không có, mấy ổng lúc nào cũng trầm tư sân si tiền bạc tối ngày. Một bà đệ tử mà bữa nay mà không viếng thăm hay là đi chùa khác đây, là ổng nổi sân lên liền, lão giận thầy kia liền á. Mà nó có,
Rồi mấy đứa con là đòi hỏi má có thầy nào giỏi thì hụ chúc mừng liền. Không phải học cho giỏi nha.